Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2020. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2020. Về sự nghiệp, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ cảm thấy một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong sự nghiệp trong năm 2020 này. Sau tất cả thật kinh khủng khi không làm được gì ở tuổi này, nhưng nếu bạn là một nhân viên bình thường, việc thăng tiến lên vị trí lãnh đạo trong một khoảng thời gian ngắn là không thể thực hiện. Do đó, bạn nên lập một kế hoạch chi tiết với các mục tiêu thực tế chẳng hạn như cải thiện năng suất cá nhân của bạn trong vòng một tháng một khi bạn có một mục tiêu và làm theo nó tình hình sẽ được thay đổi từng chút một Tử vi năm 2020 tuổi Mậu Ngọ cho thấy rằng sẽ có những xung đột và trở ngại trong văn phòng và dọc theo con đường sự nghiệp của bạn. Do đó bạn phải học cách xem những gì bạn nói và chuẩn bị tinh thần đối mặt với các vấn đề với một cái đầu rõ ràng và kiên nhẫn. Mặc dù không có thất bại nghiêm trọng nhưng đó sẽ là một thăng trầm và bạn cần phải gánh vác với các vấn đề pháp lý cũng như các giao dịch liên quan đến tài liệu. Ngoài ra hãy cẩn thận để không lao vào chính trị và quan sát lưng của bạn bất cứ khi nào bạn có thể bởi vì ai đó đang rình rập để đâm sau lưng. Mặc dù bạn sẽ phải đối mặt với tất cả các loại thử thách trong năm nay, đây sẽ là cơ hội tốt để bạn học hỏi và phát triển và bật chuẩn bị cho một năm tốt hơn vào năm tới. Tháng may mắn trong sự nghiệp là tháng 3, tháng 6 và tháng 9 trong năm 2020. Về mặt tài lộc, tuổi mậu ngọ trong năm 2020 may mắn cho tài lộc có thể nói chung tiền không đủ nếu bạn thiếu tiền tốt hơn bạn nên nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè thay vì chọn một khoản vay có thể khiến bạn bị lừa đảo ngoài thu nhập tiền lương bình thường bạn cũng có thể tìm thêm nhiều cách để kiếm tiền trong thời gian dành bất kể là bạn kiếm được bao nhiêu tuổi mậu ngọ dự báo năm 2020 cho thấy rằng vì đây là năm để bạn duy trì trạng thái thấp bạn phải lên kế hoạch trước và chuẩn bị cho một năm với những thăng trầm nói chung tránh đầu tư lớn không bao giờ hành động theo quyết định bốc đồng trên thực tế có thể có ít nhất một tổn thất tài chính trong tài chính của bạn do đó bạn cần phải thận trọng và bảo thủ trong năm nay nếu bạn sinh vào mùa xuân hoặc mùa hè bạn có thể thử một số khoản đầu tư mới nhưng khi bạn đầu tư hãy đầu tư một cách khôn ngoan và thận trọng hãy khách quan và hợp lý khi nói đến đầu tư đừng bị mù quáng bởi lòng tham và không tin mọi lời khuyên từ bạn bè cùng bạn tuy nhiên nếu bạn được sinh ra vào mùa thu hoặc mùa đông hãy cẩn thận với một số tổn thất tài chính nói chung đây không phải là một năm tốt để mua ngôi nhà mơ ước của bạn hoặc bất kỳ mua sắm lớn hãy kiềm chế bản thân khỏi cờ bạc và hãy nhớ rằng bạn phải thận trọng hơn về các khoản chi tiêu của mình về mặt tình cảm tuổi mậu ngọ trong năm 2020, mối quan hệ tình cảm có thể kém thỏa mãn đối với người sinh năm 1978. Bạn có thể thường xuyên cãi nhau với vợ hoặc chồng hoặc con cái về những chuyện nhỏ nhặt và từ chối thỏa hiệp. Điều này cuối cùng cũng có thể làm tăng thêm vấn đề và gây ra dạn nứt gia đình sâu sắc hơn. Học cách kiểm soát tâm trạng xấu và không mất bình tĩnh hoặc nói điều gì đó tồi tệ ngay cả khi bạn đang ở trong tâm trạng tồi tệ. Bất kể mâu thuẫn nào phát sinh, hãy ngồi xuống và nói chuyện một cách bình tĩnh, đừng cố gắng che đậy những xung đột hoặc có thể dẫn đến những hậu quả không thể tưởng tượng được. Về mặt sức khỏe, tuổi mậu ngọ trong năm 2020 có một số vấn đề sức khỏe nhỏ có thể làm phiền bạn vào năm nay nhưng đừng quá lo lắng. Trạng thái tinh thần sẽ là những gì bạn cần quan tâm. Cuộc sống khó khăn có thể làm bạn khó chịu và khiến bạn trở nên căng thẳng vì những rắc rối trong công việc, bạn có thể mất bình tĩnh với gia đình và gây ra nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Hãy bình tĩnh và nói chuyện nhiều hơn với gia đình và bạn bè của bạn. Thứ hai, sao chiếu mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2020 trong quan niệm của Phật giáo Ấn Độ, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Tuổi mậu ngọ sinh năm 1978, Nam Mạng, trong năm 2020 gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô là sao tam cửu khóc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên, nữ giới cần kinh kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu Nam là hầu, nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì bất cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất chắc xảy ra thì cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, đàn bà khi gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì lại hên may lạ thường, cái hên còn ảnh hưởng đến người chồng nữa, sinh sản cũng được yên lành. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao, lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Tuổi mậu ngọ 1978 nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui, nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, tài lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam, còn nữ lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách nhất là tháng 6 và tháng 10 âm lịch thứ ba vận hạn tuổi mậu ngọ 1978 trong năm 2020 trong năm này quý bạn tuổi mậu ngọ 1978 là 43 tuổi không phạm tuổi kim lâu không phạm hạn tam tai không phạm hạn tuổi hoang ốc tuy nhiên lại phạm hạn xung thái tuế bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản dễ bị cạnh tranh vận trình nhiều biến động Ngoài ra, tuổi mậu ngọ 1978, nam, nữ, mạng trong năm 2020 gặp hạn địa võng. Hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn giàu. Thứ tư, vận niên tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 trong năm 2020. Trong năm 2020 này, quý bạn tuổi mậu ngọ 1978 gặp vận niên Dương Hồi Ngàn. Dương Hồi Ngàn là dê được về rừng núi, thỏa chí tăng bồng, hoa quả nhiều khắp nơi, cây cỏ cũng tươi tốt, mượt mà, tha hồ thưởng thức. Công danh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán cũng gặp dịp phát tài, gặp được nhiều bạn tốt, nhiều cơ hội may mắn đang chờ đợi phía trước. Có nhiều tin vui trong gia đình, thêm người, thêm của, nhưng cũng nên biết tiết kiệm kiềm chế khiêm nhường thì mới được bền lâu, cẩn thận khi tham gia giao thông, quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong